Hello, xin trân trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tớ Tinh Tế Nội Thất Thanh Tâm. Anh chị lại gặp em trong một cái video tiếp theo. Cái video này là một video mà Tớ sẽ tập hợp sản phẩm. Sản phẩm này là sản phẩm gì? Sản phẩm này nó là một bộ tủ lavabo treo tường. Thì mình sẽ có gương nè, học để đồ nè, thì khá là xịn sò luôn. Thì anh chị nhìn anh đây có thể nhìn sơ qua nữa. Thì một cái tủ nó sẽ có kiểu dáng như thế này đó, anh chị thấy không? Nó có sẽ có kiểu dáng như thế này đây. Thì nó kiểu dáng như thế nào thì Tớ sẽ đổi camera và sẽ đập hộp và khui cho anh chị mình xem nha. Rồi, kiểu dáng ở bên ngoài cái vỏ thùng anh chị có thể thấy á, là trên đây là cái phần gương nè. Thì cái này là mình sẽ mở ra, trong đây sẽ có ba cái ngăn để mình chứa đồ. Ở phía dưới này là trên mặt này là chúng ta sẽ có một cái chậu lavabo bằng sứ trên đây để mình rửa mặt nè. Cái thứ hai đó, hai hộp tủ này là hai hộp tủ mở cánh nè, và kích thước bao bì đóng gói nó sẽ như thế nào chị nhé. Hộp hình hộp gương anh chị nhé. Này là cái mã số, này là cái mã số 037 nè, nó có cái tên 037 là mã số và kích thước. Mà cái này kích thước là sau khi đóng gói anh chị nhé, là 62 x 49 x 50 cm. Còn cái chiều dài chiều ngang của nó là 60 anh chị, nhân 45 anh chị nhé. Là chiều dài là chiều ngang anh chị, chiều ngang là 60, còn từ trong tường đi ra là nó 45 thôi anh chị nhé. Cái này là sau khi đã đóng gói rồi anh chị nhé, còn chưa đóng gói nó là 60 x 45 anh chị nhé. Thì bây giờ Tớ sẽ tiến hành là khui đập hộp ra để cho anh chị mình xem chiêm ngưỡng sản phẩm bên trong sẽ có những gì và màu sắc như thế nào anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ tiến hành là khui sản phẩm này ra để mà xem bên trong nó có những gì cho anh chị mình xem nha. Thì anh chị nhớ là xem hết video của Tớ nha. Đây, Tớ sẽ mở hộp ra và sẽ review cụ thể hơn những sản phẩm này cho anh chị mình xem. Thì ở đây trong thùng thì chúng ta sẽ có luôn một cái phần chậu sứ khá là to ha, khá là to như thế này anh chị nhé. Đây, khá là to luôn để mà mình có thể là rửa mặt một cách rất thoải mái nhất nè. Chiều dài này của nó là 60, chiều trong đây ra đây là 45 anh chị nhé. Đây mình có một cái lỗ để mình lắp đặt vòi nè, đó khá đẹp luôn. Thì Tớ xin phép bỏ nó qua một bên ha, là mình tục mình khui ra bên trong ra. Này khá là nặng anh chị, nó cũng nặng lắm nha. Cái bộ tủ này á thì nó chất liệu của nó là bằng nhôm anh chị nhé, nó là bằng nhôm. Đây bằng nhôm. Rồi ok, để khui qua một bên đã. Rồi. Phụ kiện đi kèm bên trong á thì chúng ta sẽ có được cái này, cái thanh này là chúng ta sẽ lắp đặt ngang ở trên cái này anh chị nhé, trên cái bao chủ này nè, để mình nắm mình mở cửa đây nè, để mình nắm mở cửa ra đó. Còn một cái này nữa là mình có một cái thanh tay nắm nhỏ để bên cái cửa cánh nhỏ bên đây để mình mở ra mới vô. Còn đây là ốc vít để mình bắt cái bộ sản phẩm này mình treo tường lên anh chị nhé. Rồi tiến hành là mình sẽ để lên đây cho anh chị mình xem nè. Đấy, một cái bộ tủ nó sẽ có hình dáng như thế này, và tiếp theo một hộp nữa ở bên kia nữa. Và bên kia đó là cái hộp gương, thì tới sẵn tới khui luôn. Rồi sau đó là mình sẽ quay cận cảnh, em sẽ quay cận cảnh cho anh chị mình xem thì nó có những cái gì. Rồi đây là cái hộp gương anh chị nhé, hộp bộ tủ gương nè, thì khá là đẹp, khá xịn sò luôn. Ở đây có một cái vít để mà chúng ta bắt. Đây. Đây là cái bộ tủ đó anh chị nhé. Khi là mình treo thì mình sẽ treo cao lên anh chị nhé. Thì ở đây có một cái ốc vít để mà mình treo cái bộ tủ này lên. Thì tính phép qua một bên. Cái bộ tủ này mình thích thì mình có thể là lắp đặt một cái cánh ở bên trái như thế này. Mình rửa thì mình mở ra mở vô như thế này. Trên đây có ngăn để mình để đồ anh chị nhé. Đấy, này nó có một ngăn thôi, một ngăn giữa thôi anh chị. Rồi, và cái thứ hai nữa là mình nếu mà không thích cái kiểu dáng mà cánh bên trái này, muốn kiểu dáng cánh bên phải thì mình có thể là quay đầu lắp đặt nó ngược lại vẫn được anh chị nhé. Nó quay đầu lắp đặt ngược lại vẫn được, nó nằm bên trái bên phải thì tùy anh chị mình thích nhé, nằm bên nào đó. Tại vì sao mà mình có thể quay lại được thì ở phía sau này anh chị có thể thấy á, phía sau này nè. Đây, phía sau này trên dưới chúng ta có thể điều bốn cái lỗ như thế này để mình bắt đầu nào cũng được anh chị nhé, bắt đầu nào cũng được hết. Bốn cái lỗ để bắt góc như này nè, bốn góc thì mình bắt đầu nào cũng được hết. Rồi bây giờ để tôi quay cận cảnh cho anh chị mình xem cụ thể nhé. Dạ đây anh chị nhé, thì ở đây là chúng ta sẽ có nhịp, chúng ta quay cận cảnh để xem nè.
Thì đây thì có ba cái lỗ này là ba lỗ để mình xả tràn anh chị nhé. Xả tràn nhiều khi là mình trong đây có bộ xả, trong đây hệ thống thoát nước nè, thì khi mình mở vòi nước á mà mình quên tắt đi thì nước nó sẽ không tràn ra bên ngoài mà nó tràn theo ba cái lỗ này để chạy xuống hệ thống bộ xả bên dưới là cho nó ra bên ngoài luôn, nó khá tiện lợi. Và cái bộ tủ này thì nó có màu là gọi là màu xám đen anh chị. Ở trên bề mặt này có những cái dòng chữ này, thứ nhất là lớp ni lông thì mình chưa có lột ra anh chị nhé, khi nào mình xài thì mình sẽ lột cái lớp ni lông này ra thì nó sẽ có màu xám đen bên trong. Thì hộp tủ, hai hộp tủ mình mở ra thì phía dưới này thì mình sẽ có để đựng đồ được nè anh chị. Ở đây mình có thể đựng đồ, chai xà bông nè, kem đánh răng hay là khăn rửa mặt gì đó thì tùy mình để vào trong đây anh chị nhé. Đó thì cái bộ này thì cũng khá là tiện lợi, khá tiện lợi luôn. Cho chị em phụ nữ rất thích những sản phẩm như thế này để mà có nhiều học để mình để đồ lên anh chị. Đó. Và tiếp theo là có cái gương này. Đó. Cái gương này thì mình sẽ bắt lên bộ tủ anh chị nhé. Thì đây anh chị thấy là đây tất nhiên là đến hoa ngã. Đây một cái gương. Đó, khung xung quanh nè, chúng ta bao tới mở ra. Tại do này mình chưa có lắp lên á, mở nó có hai bát hơi cứng nên là hơi khó. Một tay cầm hơi khó anh chị nó. Khi mở ra cái hộc này nè, thì hai hộc đều nhau. Thì đây mình có thể để những chai xà bông nè, chai xà bông, chai sữa tắm, kem đánh răng gì đó. Khăn thì mình phải cuộn tròn bỏ vào trong đây. Đó, khá tiện lời bằng chai đánh răng gì đó. Hộc chứa đồ khá tiện lời luôn, khá tuyệt vời luôn. Chị em phụ nữ thì mình có thể là để trong đây những sữa rửa mặt nè, rồi máy rửa mặt đồ, khá là nhiều thứ luôn chị. Rất là nhiều thứ luôn nha. Thì hiện tại cửa hàng của tớ thì cũng có trưng một cái sản phẩm như thế này, cũng gần giống thế này và cũng đã là treo tường lên rồi. Thì để tớ quay cho anh chị mình xem cái bộ sản phẩm nó như thế nào nha. Kính thưa anh chị ha, thì đây là cái sản phẩm mà nó gần giống như là cái bộ vừa rồi mà tớ review cho anh chị mình. Và sau khi mình treo tường lên chị nhé, mình sẽ treo tường như thế này và mình học tủ mình mở ra thì nó cũng khá là tiện lợi luôn. Tại này tớ bắt chỉ có một hai con trên đầu thôi. Đó, phía dưới này thì này được có ba ngăn, nhưng cái kia thì chỉ có một ngăn giữa thôi, hai ngăn thôi. Đó, thì khăn thấy cuộn tròn ở đây, những xà bông để ở đây. Đó, đóng lại ha, khá là tuyệt vời luôn. Đó, và cái hộc tủ, đó, mình mở ra mở vô, cái này hộc tủ nó mở ra như thế này. Còn kia thì chỉ có hộc tủ hai cánh anh chị nhé. Đó, thì bộ này khá đẹp luôn. Và cái điều cuối cùng á mà tất cả anh chị hầu như là quan tâm nhất là về cái sản phẩm này. Một bộ tủ lavabo treo tường đầy đủ tiện nghi và đầy đủ hộc đựng đồ để mình có thể là chứa rất nhiều đồ ở trong một bộ tủ như thế này. Và kích thước nó là 60x45 thì nó sẽ có là giá tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu. Thì cái bộ sản phẩm này giá hiện tại của tớ bán là 2.999.000, là 3 triệu chẵn anh chị ha, là 2.999.000, là 3 triệu chẵn. Thì giá như vậy đã có bao gồm những gì rồi, thì bao gồm cho anh chị mình á là một cái bộ xả để mình thoát nước nè, bộ xả để thoát nước. Và cái thứ hai đặc biệt nữa là anh chị sẽ có được luôn cả một cái vòi rửa mặt nóng lạnh anh chị nhé, cái vòi rửa mặt nóng lạnh. Vòi rửa mặt nóng lạnh so với một cái bộ tủ 2.999.000 như thế này thì một cái giá cũng khá là hợp lý luôn anh chị. 2.999.000 mà chúng ta sẽ được tặng kèm một cái vòi rửa chén nóng lạnh, xin lỗi, cái vòi rửa mặt nóng lạnh anh chị. View chậu đó chán viết bị quên. Đây cái vòi này mình bắt đây ha, thì vòi cao nó sẽ có tầm nếu mà luôn cả cái khung ở dưới thì 20 xăng, nhưng mà cái này tầm mười mấy xăng thôi. Đó thì mình để ở đây, một bên là nóng một bên lạnh, thì mở thế này thì khá là tuyệt lợi, khá tuyệt vời luôn, tiện lợi cho anh chị mình nè. Đây bộ tủ như thế này giá là 2.999.000. Và nếu như anh chị quan tâm sản phẩm này có thể lên móc qua Zalo của tớ là 0937844450 anh chị nhé. Và cửa hàng của tớ là 222 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc là tớ cũng xin kết thúc video chuyên mục review sản phẩm ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Thì rất mong anh chị, cô chú anh chị ủng hộ và cho thêm một đăng ký kênh để ủng hộ tới nha. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả anh chị nãy giờ đã dành thời gian quý báu theo dõi video đến giờ thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại ý kiến mình trong phần bình luận anh chị nhé. Và nếu như đặt hàng thì có thể inbox qua Zalo của tớ, cần tư vấn gì có thể inbox qua Zalo của tớ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị chuyên mục tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người.